Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi đến Bộ trưởng hai câu hỏi. Thứ nhất là theo báo cáo của Bộ Lao động thì phần lớn các trường cao đẳng, trung cấp trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp đều tuyển sinh đào tạo cho đối tượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuy nhiên thì có một thực trạng là nhiều học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở lại không thi được vào các trường trung học phổ thông công lập, cho nên chọn học các trường trung cấp nghề chỉ với mục đích là có tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi lại tiếp tục thi vào các trường đại học. Như vậy là có sự lãng phí không hề nhỏ trong đào tạo trung cấp nghề. Bộ Lao động Thương binh Xã hội có khảo sát cụ thể về vấn đề này chưa và giải pháp của Bộ để khắc phục trong thời gian tới? Câu 2 là trong những năm qua thì số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tăng rất nhanh, tuy nhiên số lao động bị lừa đi xuất khẩu lao động dưới nhiều hình thức cũng khá nhiều, gây rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nguyên nhân của tình trạng vừa nêu theo Bộ trưởng là gì và những giải pháp khắc phục của Bộ trưởng trong thời gian tới? Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Câu hỏi của đại biểu rất là xác đáng. Nhưng mà tôi cũng phải nói rằng là thực sự thì việc thu hút học sinh vào trường nghề hiện nay cũng không phải dễ dàng. Đấy là cơ việc thứ nhất. Phần đa hiện nay các cháu vào học trường nghề như vì ba cái lý do như ban đầu tôi đã nêu. Gần đây tại sao cái số mà học trung cấp nghề được tăng lên? Thì chúng ta đang áp dụng một cái nguyên tắc, một cái phương pháp mới, đó là 9 cộng và cái mô hình Kosen của Nhật Bản. Tức là học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông vào thẳng trường nghề, vừa học văn hóa, vừa học nghề. Thì khi các cháu ra trường vừa có bằng nghề nhưng mà cũng đồng thời là học tốt nghiệp phổ thông theo các tiêu chuẩn và các cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Còn có lãng phí không thì chúng tôi lại cho rằng là chưa đánh giá kỹ cái này, nhưng mà chúng tôi cho rằng là cũng không hoàn toàn lãng phí. Bởi vì nếu các cháu sau khi tốt nghiệp phổ thông rồi mới vào trường nghề, nếu phổ thông trung học thì mất thêm 3 năm. Nhưng phổ thông cơ sở thì cũng mất 3 năm, học có 3. Như vậy thì chính cái việc mà chúng ta vừa học nghề, vừa học văn hóa, nó lại rút ngắn thời gian và có lẽ nó thích ứng hơn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cháu khi ra trường là có thể vừa tham gia thị trường lao động ngay. Thì đây là vấn đề mà cái mô hình này thì cũng báo cáo với đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga là không phải riêng Việt Nam đâu, các nước đang phát triển cũng đều áp dụng cái mô hình này nhiều, nhất là Nhật Bản, thậm chí cả Canada chúng tôi cho như vậy. Đức họ cũng khuyến khích mô hình này. Và vấn đề này thì trong chỉ thị 21 ngày 4 tháng 5 vừa giờ của Ban Bí thư cũng đã có kết luận vấn đề này. Thì xin báo cáo lại thì chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến đại biểu và sẽ đánh giá lại một lần nữa xem cái hiệu quả đích thực của nó là cái gì. Để chúng ta có vấn đề gì thì chúng ta điều chỉnh cho nó phù hợp hơn. Cái thứ hai đấy, câu hỏi thứ hai của đại biểu đấy, số lao động Việt Nam đi nước ngoài tăng nhưng bị lừa. Thì tôi báo cáo lại trên này. Số lao động Việt Nam đi nước ngoài trong năm 2022 của chúng ta là 142.000. Chiếm khoảng xấp xỉ 10% cái số mà chúng ta giải quyết lao động trong một năm. Và cái số con số này thì thông thường là khoảng 10%. Năm cao nhất là 153.000. Năm 2022 là 142.000. Và số này đi theo luật người Việt Nam đi lao động nước ngoài. Do các công ty, các doanh nghiệp được cấp phép của chúng ta đưa đi. Hiện nay thì có 482 doanh nghiệp được cấp phép. Nhưng mà cái số đi qua doanh nghiệp thì ít khi bị lừa. Tôi chỉ nói rõ là tinh thần như thế. Phần đông cái số mà bị lừa đều là công ty ma. Công ty không được cấp phép. Hoặc là không có được, tức là lừa đảo, tôi nói thậm chí là trá hình. Và những trường hợp này thì chúng tôi đã cùng với các cơ quan chức năng, cùng với các địa phương xử lý rất nhiều. Cũng có nhiều một số trường hợp là công ty được cấp phép nhưng mà cũng lừa đảo. Tôi nói lừa đảo cả hai đầu, bên kia cũng lừa, bên này cũng lừa. Nó tinh thần thế. Lừa ở đây có hai dạng lừa. Một là lừa đi để mà thu tiền cao hơn, tiền môi giới cao hơn. Thứ hai là không đúng ngành nghề đào tạo, không đúng sang, không đúng việc làm. Cuối cùng sang bên đó là phải trả về hoặc là có những việc không tốt, phải trốn ở lại. Thời gian vừa qua thì Bộ cũng xử phạt nhiều. Tôi báo cáo lại là trong năm 2022,
thanh tra xử lý xử phạt 62 doanh nghiệp, chủ yếu thu xử tiền, còn 4 doanh nghiệp phải thu hồi giấy phép. Nhưng mà tôi cũng báo cáo lại là phần đông cái số mà lao động bị lừa đi nước ngoài là công ty ma, không đúng địa chỉ, không được, không phải là doanh nghiệp do nhà nước cấp phép. Xin báo cáo lại như vậy. Và cái việc này thì giải pháp thì chắc phải tiến hành đồng bộ các giải pháp, trong đó là phải tuyên truyền rồi là xử lý vi phạm vân vân, rồi thanh tra kiểm tra, thì chúng tôi sẽ kết hợp các giải pháp đó. Kính thưa Quốc hội, thưa Bộ trưởng, nguồn nhân lực và thị trường lao động vừa là yếu tố đầu vào và cũng là một trong những thị trường quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, công tác quản trị thị trường lao động dường như chưa theo kịp với thực tiễn và chậm được đổi mới trong tổ chức thực hiện. Bộ trưởng có ý kiến thế nào về nhận định này? Và nếu đúng thì Bộ trưởng có đề xuất giải pháp cụ thể gì? Vấn đề thứ hai, đề nghị Bộ trưởng cho biết thực trạng hoạt động của hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm công hiện nay có đáp ứng được với yêu cầu của thị trường lao động hay không? Xin cảm ơn Bộ trưởng. Về quản lý thị trường lao động thời gian vừa qua thì báo cáo lại là thị trường lao động vừa qua chúng ta đang đi đúng hướng. Cái đúng hướng này ấy, kể cả vận hành theo cái quy luật thị trường, lẫn cái sự can thiệp của nhà nước theo quy luật bàn tay vỗ. Và chúng tôi đã và đang cố gắng để thị trường lao động thực sự là một trong năm thị trường của nền kinh tế thị trường. Và thị trường lao động đã và đang, thời gian vừa qua, đã và đang đóng một cái vai trò là một thị trường thiết yếu của kinh tế. Tôi xin nói như vậy. Còn tồn tại của nó thì cũng báo cáo là trong nghị quyết 06 thì chúng tôi cũng đã nói rõ rồi. Thị trường của chúng ta còn non trẻ. Thứ hai là đang phát triển, cũng chưa thực sự là đủ sức. Đặc biệt là về chất lượng đào tạo, quy mô đào tạo, kỹ năng đào tạo, năng lực cạnh tranh. Năng lực cạnh tranh cũng như vậy. Và vì chính vì vậy, đấy, nó quản trị thị trường nó chưa tốt thật sự. Do đó, cái chủ động hoàn toàn trong ứng phó với tình hình chưa tốt. Về trung tâm dịch vụ việc làm đấy, dịch vụ việc làm công ở đây đại biểu Quý nói đấy, trung tâm dịch vụ việc làm công có đáp ứng cái yêu cầu thị trường lao động chưa? Thì tôi nói là có cố gắng rất nhiều nhưng mà chưa đáp ứng. Thì xin báo cáo lại như vậy. Thì chắc chắn là thời gian tới chúng tôi, đặc biệt là khi sửa luật việc làm, thì đây sẽ là một trong những nội dung rất quan trọng để làm sao trung tâm việc làm phải đóng một vai trò thiết yếu trong cung ứng cũng như là dự báo cung cầu lao động. Xin cảm ơn đại biểu. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Kính thưa Quốc hội, thưa Bộ trưởng, tôi có hai câu hỏi dành cho Bộ trưởng. Một, theo nhiều dự báo và đánh giá cho thấy cả nước đang thiếu khoảng 1 triệu lao động công nghệ thông tin. Trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia hiện nay, giải pháp nào để bù đắp lực lượng lao động còn thiếu này? Hệ thống các trường dạy nghề hiện nay đáp ứng được ở mức độ nào về nhu cầu đào tạo trong lĩnh vực này? Hai, qua giám sát, khảo sát và thực tế cho thấy việc thực hiện khai trình lao động theo quy định tại Điều 12 của Bộ Luật Lao động còn rất hạn chế và làm ảnh hưởng đến công tác quản lý lao động, tham gia bảo hiểm xã hội, thiếu tính kịp thời về thông tin quản lý lao động. Đề nghị Bộ trưởng cho biết kết quả thanh tra kiểm tra của Bộ đối với việc thực hiện quy định về khai trình lao động của người sử dụng lao động và giải pháp khắc phục để bảo đảm tính tuân thủ trong thời gian tới. Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Bộ trưởng. Cách đây một tháng, thì Thủ tướng Chính phủ có chủ trì Ban chỉ đạo công nghệ thông tin phát triển công nghệ số của cả nước và có đi kiểm tra một số trường đại học, một số trung tâm đào tạo về vấn đề này. Thì tôi báo cáo lại thế này, chúng ta có nhiều lợi thế để phát triển công nghệ thông tin. Chuyển đổi số là một trong những nội dung của chuyển đổi của công nghệ thông tin và là một con đường để đi đến cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chúng ta có nhiều lợi thế từ băng thông rộng, từ các cái điều kiện cụ thể. Tuy nhiên chúng ta đang thiếu, cái thiếu quan trọng nhất hiện nay là thiếu lực lượng. Còn dự báo của chính cái dự báo này do ngành đưa ra là chúng ta đang thiếu khoảng 1 triệu. Thì Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận 5 giải pháp để mà phát triển lực lượng này. Trong đó tập trung các trường đại học sẽ được mở các cái khoa về công nghệ thông tin. 45 trường chất lượng cao trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cũng sẽ có những chương trình này. Và chúng ta sẽ có một kế hoạch bài bản để đào tạo bổ sung cái lực lượng này cho kịp với cái yêu cầu đặt ra để đảm bảo nhanh cái chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu thời gian tới. Xin báo cáo như vậy. Về khai trình lao động, để mà khắc phục cái chuyện mà cái tính tuân thủ, để mà đẩy mạnh cái tính tuân thủ về pháp luật bảo hiểm xã hội
thì chúng tôi thấy rằng cái việc này thời gian vừa qua đã làm rồi, nhưng mà làm chưa đến nơi chốn. Chúng tôi cũng đã báo cáo với đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ kết nối toàn bộ khai trình này với cơ sở dữ liệu dân cư, với cơ sở thu thuế. Hai cái khai trình này sẽ kết hợp đồng bộ với nhau, thì tôi tin rằng là khó có thể mà để được tình trạng như hiện nay được. Bởi vì là thu thuế đến đâu thì kết hợp vào đồng bộ đến đấy. Cơ sở dữ liệu anh trốn, anh chậm đóng thì biết ngay. Thì tinh thần như vậy. Thì hai việc này chúng tôi cũng đã có một kế hoạch, xin báo cáo với đại biểu là cố gắng thời gian tới chúng tôi làm sớm nhất nội dung này. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, xin cảm ơn Bộ trưởng đã có một cái bài phân tích rất là rõ và cụ thể về các vấn đề liên quan đến rút bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên trong đánh giá của Bộ trưởng và của ngành thì có nói đến cái chuyện là liên quan cái nguyên nhân và cái suy nghĩ của người lao động khi tham gia đi đến để rút bảo hiểm xã hội, thì một trong những nguyên nhân lớn nhất ở khu vực phía Nam đó là do tuyên truyền. Thì cá nhân tôi và ngành, các cái ngành có liên quan sẽ tiếp thu cái ý này để điều chỉnh trong thời gian tới. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cái mong muốn của người lao động thành phố Hồ Chí Minh cũng như các cái anh em công nhân lao động mong muốn đó là cái chính sách của bảo hiểm xã hội của chúng ta phải nhất quán và có cái tính ổn định lâu dài. 10 năm chúng ta sửa luật thì chúng ta có lại có những cái phương án về chính sách dành cho cái bảo hiểm xã hội khác đi. Và thu dài rồi rút ngắn rồi tăng cái tỷ lệ được hưởng rồi và các cái chính sách khác, dẫn đến cái sự không an tâm của người lao động đối với cái việc là tham gia vào bảo hiểm xã hội. Và người ta phải tính toán xem cái lợi ích của việc rút một lần và sau đó tham gia lại nó sẽ như thế nào. Do đó ở đây xin đề xuất với Bộ trưởng mong muốn của người lao động đó là được trả lời, là Bộ trưởng trả lời là theo hướng sửa luật là theo hướng tăng quyền lợi và không hạn chế các cái quyền của người lao động. Vậy thì vấn đề là tăng quyền lợi đó là quyền lợi gì, để người lao động theo dõi cái cuộc chất vấn ngày hôm nay sẽ an tâm hơn và suy nghĩ lại đối với các quyết định của mình liên quan đến bảo hiểm xã hội. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Kính thưa Quốc hội, tôi xin báo cáo này với đại biểu Trần Thị Diệu Thúy là khi phân tích về cái nguyên nhân rút bảo hiểm xã hội một lần ấy, thì tôi vẫn nói là có mấy cái nguyên nhân quan trọng. Quan trọng nhất là làm sao phải cải thiện đời sống, thu nhập và đảm bảo cuộc sống cho người lao động. Thì cái nguyên nhân đấy là sâu xa nhất. Thứ hai ấy, cũng có một nguyên nhân nữa vừa qua là chúng ta khi mà tung ra các cái, nhất ở phía Nam ấy, thì tung ra cái thông tin điều chỉnh các cái chính sách và Quốc hội sẽ sửa luật bảo hiểm, thì có những cái thông tin ngược là cho rằng cái sẽ giảm cái quyền lợi cho người lao động khi rút bảo hiểm một lần, nó ảnh hưởng. Nhưng tôi nói là trong các cái hạn chế thì trong đó có một hạn chế trong quá trình tổ chức là chúng ta chưa quan tâm đầy đủ công tác thông tin tuyên truyền đối với người lao động. Nếu làm tốt hơn công tác này thì chắc chắn thời gian vừa qua nó không đến mức độ này. Thế thì đấy là về trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Tôi nói như thế. Thế còn về sửa bảo hiểm xã hội như thảo thời gian tới thì tôi nói là chắc chắn phải tính một cách tổng thể các chính sách liên quan bảo hiểm. Ví dụ thế này, người lao động hiện nay nếu như cứ tiếp tục đóng 20 năm thì không chờ đợi được đâu. Tôi xin nói thật như thế. Vì nhất là những ngành mà thâm dụng lao động, những ngành may dệt rồi những ngành mà kéo dài 20 năm mà nam đủ 62 tuổi thì tôi thấy là cũng khó, nữ cũng khó. Do đó ví dụ như thế, trong lĩnh vực giảm năm đóng thì quan điểm của chúng tôi là tiến giảm tới 15 năm và tiến tới có thể 10 năm theo thông lệ quốc tế. Đương nhiên nếu anh đóng ngắn, anh đóng ít thì anh thường ít thôi, khi về hưu anh phải hưởng ít thôi, chấp nhận cái đó. Thế còn chúng ta có nguyên tắc là chia sẻ, nhưng nguyên tắc chia sẻ nó chỉ là một phần thôi, phải nguyên tắc bình đẳng và đóng hưởng, đây là nguyên tắc hàng đầu. Thế còn riêng về bảo hiểm một lần thì báo cáo với đại biểu Thúy, tôi cũng đã nghe các chuyên gia rồi các cơ quan chức năng, chúng tôi cũng đã bàn rất nhiều, đưa ra các phương án khác nhau. Nhưng mà phương án chọn như thế nào thì đều có một cái nguyên tắc chung là thế này này. Bây giờ mà dừng bảo hiểm một lần thì đây là vấn đề rất khó khăn. Rất khó khăn. Tôi cũng không dám nói là đến giờ
nói thật là với trách nhiệm là Bộ trưởng là người trưởng ban chỉ đạo. Tôi xin nói là theo điều 60 thì chúng ta đưa ra các điều kiện như thế nào thì được rút, và quốc tế người ta cũng đi theo hướng đó, nhưng về nguyên tắc thì bảo hiểm một lần chắc chắn là vẫn còn tiếp tục, tôi nói theo hướng đó. Đấy. Cái thứ hai đấy, quyết định trong trường hợp nào được rút và rút như thế nào, mức độ rút ra sao, 100% hay bao nhiêu vân vân, thì tôi xin nói là Quốc hội kỳ họp sau sẽ quyết định, chứ cá nhân Bộ trưởng không quyết định được. Xin báo cáo với đại biểu như vậy, mong đại biểu rất thông cảm cho.